Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7 vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Với chủ đề du lịch hôm nay, Mua gì ở đâu gửi đến quý khán giả những thông tin địa điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khoảng thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng của Covid-19, đến nay người dân và du khách đến thành phố Đà Nẵng có thể hòa mình trong không gian nhộn nhịp hai bên bờ sông Hàn với các hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra vào tối cuối tuần hàng tháng. Mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận của Mùa gì ở đâu. Những ngày gần đây, tại không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian ở bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng, đông đảo người dân và du khách tham gia hội bài chòi. Những câu hát dí dỏm của người hô hát mang đến tiếng cười rộn rã cho du khách. Trong khi đó, tại vũ hội đường phố, các giai điệu tươi vui, nhộn nhịp của những nghệ sĩ chuyên và không chuyên đã khiến người xem mãn nhãn với nhiều phần trình diễn lôi cuốn. Em ở Đà Nẵng được một tuần và thật sự là khi mà em tham gia cái chương trình lễ hội này thì rất là hấp dẫn và đặc sắc và rất là thu hút em. Chúng tôi tăng cường những cái hoạt động nó mang tính chất quần chúng, hoạt động sôi nổi, tập hợp nhiều quần chúng đến với lại cái lễ hội 20 mặt sông Hàn. Và chúng tôi sẽ tạo ra những cái chương trình đặc biệt hơn phục vụ cho cái lễ hội bên sông Hàn và nó phục vụ cho cái đề án Đà Nẵng bên đây. Với các hoạt động văn hóa sôi nổi đặc sắc, hứa hẹn người dân và du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến thành phố bên bờ sông Hàn. Việc nối lại các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn không chỉ tạo ra nơi giao lưu gắn kết mà còn là nền tảng để ngành văn hóa thành phố thực hiện thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by night. Qua đó tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm của Đà Nẵng, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Sở hữu ruộng bậc thang đẹp không kém thung lũng Mường Hoa, xã Nậm Cang chính là một trong những điểm đến rất thú vị ở Sapa nhưng chưa được nhiều du khách biết đến. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng Mua gì ở đâu sẽ đến với những trải nghiệm rất đặc biệt tại đây. Có vị trí nằm ngay trong vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sapa khoảng 30 km, xã Nậm Cang sở hữu nhiều khu ruộng bậc thang, suối, thác, rừng rậm với thảm thực vật phong phú. Thiên nhiên hùng vĩ là một trong những nét hấp dẫn du khách đến với Nậm Cang. Trên chặng trekking khám phá núi rừng, theo tuyến đường nằm dọc suối lớn, du khách có cơ hội thử thách bản thân với cầu treo gỗ nguy hiểm. Tại đây, người đi phải thật cẩn thận từng bước khi bên dưới cầu treo là dòng suối lớn chảy xiết tạo bọt trắng xóa. Nhưng những trở ngại trên đường trekking sẽ không làm du khách nản lòng bởi cảnh sắc rừng núi xanh mát. Người dân Nậm Cang đã tận dụng vẻ đẹp thơ mộng từ những con suối uốn lượn quanh bản làng để xây dựng các điểm lưu trú tại gia. Ngoài khám phá thiên nhiên, du khách còn được ăn, ngủ, tìm hiểu về đời sống các dân tộc Mông, Dao, từ phong tục tập quán cho đến nghề truyền thống của họ. Ruộng bậc thang Nậm Cang không mênh mông như là Tả Vang, Lao Chải, mà là những thung lũng hẹp, xen lẫn với đá tai mèo, nhưng vẫn tạo nên một bức tranh yên bình và thơ mộng. Do chưa có nhiều điểm lưu trú, người dân chủ yếu trồng và tự cung cấp dịch vụ ăn uống tại Nậm Cang còn khá ít. Do đó, quý khán giả đến đây nên đặt bữa ăn trước tại các điểm lưu trú để được phục vụ tốt hơn. Nói chủ đề du lịch hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ đưa quý khán giả đến với một địa điểm rất hấp dẫn, có thể săn mây quanh năm. Với chiêu lầu thi ở thành phố Hà Giang thì quý khán giả có thể trekking săn mây với mỗi mùa mang một vẻ đẹp rất khác nhau. Chiêu lầu thi hay kiêu liều ti thuộc thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang. Đây là đỉnh núi cao thứ hai của Hà Giang 2.402m, nằm trong dãy Tây Cung Lĩnh. Mỗi mùa, chiêu lầu thi mang một vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên, thời gian săn mây đẹp nhất ở đây là từ tháng 9 cho đến tháng 2, cùng lúc với mùa lúa chín hoặc khi hoa xuân đua nở. Dừng xe nơi chân núi, du khách phải leo bộ thêm hàng trăm bậc thang lên xuống liên tục rồi mới tới đỉnh núi cao nhất, cắm mốc, chiêu lầu thi. Vừa đi, du khách vừa có thể ngắm cảnh bên đường là những thảm thực vật thay đổi theo độ cao. Càng lên cao, rừng càng rậm rạp, xuất hiện những loài hoa lá chỉ có trên núi cao và các thân cây cuốn đầy rơ mốc. Bên cạnh đó, du khách còn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn biển mây đang tràn về khắp các thung lũng quanh chiêu lầu thi. Thời điểm đẹp để săn mây là vào chiều muộn 16 đến 18 giờ khi hoàng hôn sắp buông hoặc 5 giờ sáng trước khi bình minh lên. Thời điểm tháng 3, tháng 4, thời gian ngắm hoàng hôn sẽ kéo dài hơn tới 18 giờ 30 trong thời tiết khoảng 15 cho đến 18 độ C. Quý khán giả của Mua gì ở đâu cần lưu ý chuẩn bị vật dụng cá nhân đầy đủ để đảm bảo an toàn trong quá trình trekking.
Nếu Hà Nội nổi bật với sắc trắng của hoa sữa, Tây Bắc nổi tiếng với hoa ban, Tây Nguyên vàng rực rỡ với hoa dã quỳ, trắng muốt với sắc hoa cà phê, thì ngay bây giờ Mùa Gì Ở Đâu sẽ mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc tại tỉnh Bắc Giang với Bạt Ngàn hoa vải thiều. Vải chen sát vải, những cành hoa đua nhau đón nắng, đón gió, ra sát cả mặt đường, chắc chắn sẽ là một điểm rất thú vị cho quý du khách tham quan trong thời điểm này. Vương quốc vải thiều là danh hiệu dành cho vùng đất Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khi nơi đây nổi tiếng với hơn 17.000 hectare vải thiều, cho sản lượng thu hoạch hàng năm lớn nhất Việt Nam. Đến với Bắc Giang vào dịp này, du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp trước cảnh hoa vải thiều bung nở trắng các triền đồi, đồng thời cảm nhận được mùi hương hoa vải dịu ngọt, thơm nồng. Buổi sớm mai, những chùm hoa mời gọi đàn ông vào mùa làm mật. Mật ong vải thiều cũng là sản vật nổi tiếng của vùng đất này, thường được dùng để làm quà, để du khách có thể gửi tặng cho người thân và bạn bè. Vải thiều, loài trái từng được là sản vật tiếng vua, đang khoe sắc đua hương giữa tiết xuân. Hứa hẹn sẽ là một vụ mùa bội thu. Ngoài ra, trên mảnh đất này còn có sự góp mặt của những loài cây nổi tiếng thơm ngon khác như hồng nhân hậu, na dai, cam đường canh, táo thiện phiến, nếp phì điền, gạo bao thai hồng. Đến Lục Ngạn thời điểm này, quý khán giả còn được nghe tiếng hát song hao của người Nùng bên suối Thác Lười, hay đến với chợ phiên Tân Sơn, Phong Vân, Biển Động và trung tâm phố chủ. Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 9, du khách đến Hòn Khô, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có thể khám phá con đường xuyên biển dài hơn 500 mét. Với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, con đường xuyên biển này đã thu hút nhiều du khách đến tham quan du lịch. Nhìn từ trên cao, con đường xuyên biển dài khoảng 500 mét nối liền hai dãy núi thuộc Hòn Khô, thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km. Điểm thú vị là không phải lúc nào du khách cũng có thể nhìn thấy con đường độc đáo này, do mực nước lên xuống tùy theo từng mùa. Mỗi khi thủy triều rút, gành đá bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, mở ra con đường giữa biển. Theo đó, thời điểm thích hợp để ghé thăm Hòn Khô và khám phá con đường độc đáo này là từ tháng 3 đến tháng 9, vì lúc này biển khá êm dịu, khí hậu hài hòa và ít mưa. Từ trung tâm Quy Nhơn, du khách có thể chạy xe máy hoặc đi ô tô qua cầu Thị Nại, băng qua khu kinh tế Nhân Hội, dọc theo vịnh Mai Hương, rồi qua một đoạn đường đèo để đặt chân đến làng chài Nhân Hải. Từ làng chài, du khách có thể đi ghe máy hoặc cano khoảng 10 phút là đến với Cù Lao Hòn Khô. Du khách đến đây có thể lặn ngắm san hô tuyệt đẹp, rực rỡ sắc màu và đa dạng chủng loại ven gành đá. Đặc biệt, nhiều người còn rất thích thú khi được chụp hình check-in với cây cầu gỗ sát vách núi dẫn ra con đường xuyên biển. Ngoài ra, vui chơi cùng sóng nước bằng trò chơi mô tô hay xuồng cao su lướt sóng cũng sẽ là một hoạt động mà quý khán giả cũng không nên bỏ qua. Kính thưa quý vị, manh động, liều lĩnh, biến tướng với nhiều hình thức, chiêu trò và sẵn sàng dở thói côn đồ khi khách hàng bớt hợp tác. Đó là những thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo đang thực hiện tại các điểm du lịch tâm linh. Và điển hình, nhiều đối tượng mua bán nhang đèn tại khu du lịch tâm linh Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã lừa đảo khách tham quan để nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đây sẽ là ghi nhận của chương trình. Theo đó, một người dân trú tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến thăm viếng tại khu vực Miếu Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam thì được một người thanh niên hướng dẫn đến am gần đó để xin sâm. Đến nơi, người này được đối tượng hướng dẫn rút quẻ sâm, đồng thời cho rằng quẻ sâm không tốt, cần phải cúng dài hạn với số tiền 4.700.000 đồng một năm. Tin lời, nạn nhân đưa cho đối tượng số tiền trên. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy. Ngoài ra, các đối tượng khác còn thực hiện hành vi tiếp cận du khách, giúp du khách đốt thêm nhang, đèn, hướng dẫn du khách thực hiện thủ tục cúng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân trả thêm số tiền 1,1 triệu đồng số vật phẩm đã cung cấp. Đối với tất cả những người khách hành hương đến viếng bà hay tham quan du lịch, không nên tham gia vào xin sâm, xem bói để chúng lợi dụng cái tình hình này mà chiếm đoạt tiền của mình và ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình. Không nên nhận lọc các đối tượng đeo bám nhét vào tay mình, chúng cho rằng đây là lộc bà thì cái đó là chẳng qua chỉ là lừa đảo để chiếm tiền của khách. Không để các đối tượng giật đồ cúng trên tay mình để ghi cầu an dùm, vì ghi xong bọn chúng ép mua gạo muối với giá cao gấp nhiều lần so với thực tế ở ngoài thị trường. Năm 2020, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã khởi tố 7 vụ liên quan đến 20 đối tượng có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích cho khách hành hương, xử lý 27 trường hợp nạn ép du khách gây mất trật tự công cộng. Chính vì vậy, quý khán giả cần cảnh giác và báo ngay lực lượng chức năng địa phương khi thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các khu du lịch tâm linh.
trình hôm nay, Mua Về Đâu sẽ mách nhỏ cho quý khán giả một món ăn hấp dẫn và là đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi không thể bỏ qua. Bên cạnh những món ăn quen thuộc như ram bắp, giòn, cơm gà, bánh xèo, thì món ram thịt nướng với công thức và nước chấm gia truyền sẽ mang đến hương vị đặc biệt. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay lúc này. Đến với Quảng Ngãi bình dị và hoang sơ thì phải ăn gì? Đáp án mà người dân địa phương dành cho bạn chắc chắn phải là ram thịt nướng. Để tìm thấy món ăn này không khó, bởi cứ chiều chiều khắp những con đường Quảng Ngãi lại thơm lừng mùi khói từ các quán ram. Nói là ram nhưng một phần ăn đầy đủ còn bao gồm thịt heo nướng sả, thịt viên rồi lại bò cuốn lá lốt. Ăn món này đúng điệu là phải có bánh tráng, xà lách, chuối chát, rau thơm cuốn bên ngoài miếng ram hoặc thịt heo nướng, rồi chấm ngập trong thứ nước chấm đặc chế. Sự tổng hòa của các hương vị trong món ăn này sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Và những mách nhỏ trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý khán giả đừng quên theo dõi kênh Facebook và YouTube của Mua Về Đâu để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên kênh HTV7 với rất nhiều thông tin du lịch giải trí hấp dẫn.